Vâng, em Nhung xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui vì được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay em xin giới thiệu với quý cô chú anh chị và các bạn một con xe mang thương hiệu BMC. Thì con xe này cũng được cửa hàng nhập trực tiếp tại Nhật. Nhìn tổng thể thì con xe này còn khá chi là mới. Đồ là đồ full carbon hết các bác nhá, đồng bộ nhá. Durac. Bây giờ em sẽ quay gần và cho các bác ngắm. Thì bác nào mà thích em xe này thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0989 668 195. Cái phần tay của nó đây ạ, rất chi là đẹp, mới nguyên. Mùi da của nó vẫn còn thơm phức các bác. Con này thì có size 47 các bác nhé. Giá của nó khoảng tầm trên dưới 100 đấy các bạn. Đồ là đồ Durac. Đây đây là cái phần tay. Tay phanh Durac. Không có xước sát gì các bạn. Vâng, xe này em cũng nhập trực tiếp tại Nhật về ạ. Vành là vành full zoom nha các bác nhé. Full zoom. Full zoom carbon. Đồng bộ carbon hết các bạn. Đấy. Con xe này là size 47. Đây là phần đùi bidan, đồ Durac. Rất chi là mới các bác nhé. Con xe này thì có 2, 4, 6, 8, 10, 11 tầng chuyển động các bác. Đây phần yên của nó, yên này là yên mới nguyên nhá, chưa sử dụng các bác nhá, yên mới tinh luôn. Yên Felix mới tinh. Thì bác nào mà thích dòng xe nào, kiểu xe nào mà size bao nhiêu thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho em theo số điện thoại Zalo là 0989 668 195. Em sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bác được rõ hơn ạ. Đây này, phần vành của nó vẫn còn nguyên cái tem này các bác. Đấy, tem này. Vâng, em vừa review xong một con xe BMC được nhập trực tiếp tại Nhật. Thì các bác có thắc mắc gì cứ liên hệ với em. Vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác. Các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ em để em ra nhiều video tiếp theo.